Hai các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đọc chương 5 Nhịn ăn để giảm cân của cuốn sách Hướng dẫn nhịn ăn khoa học của tác giả Jackson Fung. Chương 5 Nhịn ăn để giảm cân. Ăn kiêng kéo dài là một thực hành vô ích. Tất cả các chế độ ăn kiêng, dù là chế độ ăn Địa Trung Hải, chế độ ăn Atkins, hay thậm chí là chế độ ăn kiêng ít chất béo, ít calo kiểu cổ điển, dường như đều giúp giảm cân trong thời gian ngắn. Nhưng sau một số thành công ban đầu, các điểm chứng giảm cân và số cân nặng đáng sợ quay lại sau đó. Ngay cả chế độ ăn low carb được chứng minh giúp giảm cân nhiều hơn các chế độ ăn khác trong ngắn hạn, cho thấy bức tường không thể vượt qua và sự phục hồi cân nặng. Sự phục hồi không ngừng này xảy ra mặc dù vẫn tiếp tục tuân thủ chế độ ăn uống và bất kể chiến lược ăn kiêng. Nói cách khác, cuối cùng tất cả các chế độ ăn kiêng đều thất bại. Câu hỏi là tại sao? Ăn ít hơn, vận động nhiều hơn, không hiệu quả. Bạn đã bao giờ nghe câu bằng chứng nằm ở chiếc bánh pudding chưa? Phiên bản gốc thực sự là bằng chứng về bánh pudding nằm trong việc ăn uống. Nó có nghĩa là để thực sự đánh giá một cái gì đó thành công hay không, bạn phải nhìn vào kết quả cuối cùng. Chỉ vì bạn nghĩ rằng điều gì đó sẽ hiệu quả, không đảm bảo rằng nó sẽ hiệu quả. Vì vậy, hãy áp dụng điều này cho chứng béo phì. Mô hình dinh dưỡng thống trị trong nửa thế kỷ qua là calo vào calo ra. Ý tưởng là tiêu thụ ít calo hơn mức sử dụng, cuối cùng sẽ dẫn đến giảm cân lâu dài. Chất béo trong chế độ ăn có hàm lượng calo cao, có đến 9 calo trong mỗi gram chất béo, so với 4 trong mỗi gram carbohydrate hoặc protein, được cho là đặc biệt dễ gây béo. Phương pháp giảm cân thường được đề xuất của chế độ ăn ít chất béo, ít calo kết hợp với tăng cường tập thể dục. Tất cả đều phục vụ mục đích tăng lượng calo được đốt trong khi giảm lượng calo hấp thụ. Có thể được tóm tắt gọi là ăn ít hơn, vận động nhiều hơn. Chắc chắn có một logic nào đó ở đây, và chúng ta có thể tưởng tượng ra đủ loại lý do vì sao nó hiệu quả. Nhưng có thật vậy không? Kết quả của cách tiếp cận này là gì? Như bạn và tôi đều biết, phương pháp ăn kiêng này đã được ủng hộ rộng rãi trong vài thập kỷ qua và đã tạo ra một đại dịch béo phì lan tràn trên toàn cầu. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ở Atlanta theo dõi chặt chẽ các xu hướng béo phì ở Mỹ và dữ liệu của nó. Vào năm 2015, không có bang nào có tỷ lệ béo phì dưới 20%. Vì vậy, chúng ta có hai sự thật không thể chối cãi. Sự thật thứ nhất, trong 20 năm qua, lời khuyên giảm cân thông thường đã kêu gọi ăn ít hơn và vận động nhiều hơn. Sự thật thứ hai, trong 20 năm qua, tỷ lệ béo phì đã bùng nổ. Xem xét những dự kiện này cùng nhau, chỉ có hai kết luận khả thi. Đầu tiên là lời khuyên về chế độ ăn uống tiêu chuẩn của chúng ta tốt, nhưng mọi người chỉ đơn giản là không tuân theo nó. Đây thực sự là sản phẩm của trí tưởng tượng. Khi nói đến sức khỏe, mọi người thực sự lắng nghe bác sĩ của họ. Như chúng ta có thể thấy, khi xem xét những thay đổi lối sống khác mà bác sĩ bắt đầu khuyến nghị. Khi các bác sĩ khuyên ngừng hút thuốc, mọi người đã ngừng hút thuốc. Vào giữa những năm 1960, khi dữ liệu liên kết giữa ung thư phổi và hút thuốc lá trở nên rõ ràng, Bộ trưởng Y tế của Mỹ lần đầu tiên đưa ra cảnh báo về sức khỏe cộng đồng. Tiêu thụ thuốc lá ngay sau đó bắt đầu có xu hướng giảm không ngừng. Điều này đã được đẩy nhanh bởi báo cáo của Bộ trưởng Y tế về hút thuốc thụ động. Khi các bác sĩ khuyên nên kiểm tra huyết áp và cholesterol, mọi người sẽ theo dõi huyết áp và cholesterol. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, khi các bác sĩ khuyên mọi người nên ăn ít hơn và di chuyển nhiều hơn, họ lại không làm như vậy. Thật đáng ngờ. Cách suy nghĩ này đổ lỗi cho bệnh nhân. Chúng ta cho rằng
Lời khuyên là tốt, và do đó nếu lời khuyên không thành công thì đó phải là do người ta đã không thực sự làm theo lời khuyên. Điều này chuyển lỗi từ người khuyên sang người được khuyên. Trên thực tế, người Mỹ đã tuân theo các hướng dẫn dinh dưỡng của chính phủ, hướng dẫn chế độ ăn đầu tiên của USDA dành cho người Mỹ được phát hành vào năm 1977. Người ta khuyến nghị người Mỹ điều chỉnh chế độ ăn uống của họ để đáp ứng hai mục tiêu cụ thể: tăng tiêu thụ carbohydrate và giảm lượng chất béo tổng thể. Mặc dù giảm calo không phải là một mục tiêu cụ thể, nhưng việc giảm chất béo trong chế độ ăn được cho sẽ giảm calo, vì chất béo có lượng calo cao hơn so với carbohydrate. Kể từ năm 1970, việc tiêu thụ rau, trái cây và ngũ cốc đã tăng lên, và tiêu thụ thịt đỏ, trứng cũng như mỡ động vật đã giảm, đúng như các hướng dẫn về chế độ ăn uống của USDA đã khuyến nghị. Nhưng những lợi ích đã hứa không bao giờ thành hiện thực. Kết luận khả thi thứ hai, kết luận duy nhất còn lại là lời khuyên ăn ít hơn, vận động nhiều hơn đơn giản là sai. Và các nghiên cứu khoa học đã chứng minh điều này. Chúng ta đã biết về tỷ lệ thành công đáng kinh ngạc của phương pháp giảm calo. Phương pháp dựa trên nguyên tắc đơn giản là giảm calo vào và tăng lượng calo được sử dụng trong nhiều thập niên. Một nghiên cứu năm 1959 ước tính tỷ lệ thất bại của nó là 98%. Chỉ 2% những người ăn kiêng áp dụng chiến lược giảm calo có thể duy trì mức giảm cân 9kg trong 2 năm. Gần đây vào năm 2015, các nhà nghiên cứu ở Anh đã xem xét tỷ lệ giảm cân của hơn 175.000 nam giới và nữ giới béo phì trong 9 năm trước đó. Xác suất để đạt được trọng lượng bình thường chỉ bằng cách giảm calo là 0,8% ở nữ giới và 0,47% ở nam giới. Vì vậy, trong trường hợp tốt nhất, việc sử dụng các phương pháp tính calo thông thường có tỷ lệ thất bại tới 99,2%. Ngay cả nghiên cứu tốt nhất được thực hiện về giảm calo như một cách để giảm cân lâu dài cho thấy nó đã thất bại. Sáng kiến sức khỏe phụ nữ, một nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên khổng lồ, đã theo dõi gần 50.000 phụ nữ trong hơn 7 năm rưỡi. Một nhóm phụ nữ theo chế độ ăn ít chất béo, ít calo, nhiều ngũ cốc, trái cây và rau, và giảm tổng calo hàng ngày của họ xuống 361 calo. Tỷ lệ calo từ chất béo của họ giảm từ 38,8% xuống 29,8%. Họ cũng tăng lượng tập thể dục lên 14%. Nhóm còn lại theo chế độ ăn kiêng thông thường của họ, mức giảm cân dự kiến đối với nhóm ít calo tập thể dục tăng cường là 16,3kg mỗi năm hoặc 114,3kg trong 7 năm. Nhóm còn lại được dự đoán không có thay đổi gì về cân nặng. Kết quả cuối cùng lại là cú sốc hoàn toàn cho tất cả những người tham gia. Sự khác biệt thực tế trong việc giảm cân giữa hai nhóm thậm chí còn không đến 1kg. Tệ hơn nữa, kích thước vòng eo trung bình ở nhóm ít calo tập thể dục tăng cường đã tăng từ 88,9cm lên 89,9cm. Những người phụ nữ tuân theo chiến lược ăn ít hơn, vận động nhiều hơn trong một thời gian dài đã thực sự trở nên béo hơn. Một ví dụ nổi tiếng hơn được tìm thấy trên The Biggest Loser, một chương trình truyền hình thực tế dài tập. Trong đó các thí sinh béo phì thi đấu với nhau để xem ai giảm cân nhiều nhất. Mặc dù kết quả ngắn hạn thường gây ấn tượng mạnh, nhưng các thí sinh gần như luôn tăng cân trở lại sau khi kết thúc quay phim. Kai Hippert, người chiến thắng trong mùa thứ 3, nói khi tham gia chương trình: "Đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi." Suzanne Mendonca của mùa thứ 2 nói rằng không bao giờ có chương trình tái hợp bởi chúng tôi đều béo trở lại. Nhưng tại sao điều này lại xảy ra? Chế độ ăn kiêng Biggest Loser giới hạn lượng calo còn 70% nhu cầu năng lượng ban đầu, thường tương đương với 1.200 đến 1.500 calo mỗi ngày, kết hợp với các hoạt động thể chất mạnh vài giờ mỗi ngày, 6 ngày một tuần.
Phương pháp này tuân theo lời khuyên cổ điển, ăn ít hơn, vận động nhiều hơn, được các chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe ở khắp nơi đưa ra. Không có gì ngạc nhiên khi chế độ ăn kiêng Big Eat Loose đứng thứ ba trong các chế độ ăn kiêng giảm cân phổ biến theo US News and World Report năm 2015. Một nghiên cứu về những thí sinh Big Eat Loose cho thấy trong 30 tuần quay phim, cân nặng trung bình giảm từ 149kg xuống 91,6kg. Đó là mức giảm trung bình 57,6kg. Mỡ cơ thể giảm trung bình từ 49% xuống 28%. Hầu như tất cả trọng lượng giảm được là khối lượng mỡ, trái ngược với khối lượng mô nạc hay khối lượng không tính mỡ. Chắc chắn có một số mô nạc bị mất cùng với chất béo, nhưng đó thường là da và mô liên kết, không phải cơ. Wow, thật đáng kinh ngạc. Thật không may, những kết quả đó không kéo dài. 6 năm sau, mức giảm cân gần như thần kỳ. 13 trong số 14 thí sinh được nghiên cứu đã tăng cân lại số cân mà họ đã giảm. Tỷ lệ thất bại là 93%. Lý do chính cho việc tăng cân trở lại là do quá trình trao đổi chất của thí sinh đã chậm lại đáng kể. Chúng tôi sẽ giải thích lý do tại sao ở phần sau của chương này. Danica Hill, người chiến thắng mùa thứ 8, đã giảm được 108,4kg trong suốt cuộc thi. Tuy nhiên, lượng calo cơ thể anh ấy đốt mỗi ngày cũng giảm đi hơn 800 đơn vị so với trước đây. Điều này được chứng minh là một trở ngại không thể vượt qua đối với việc giảm cân lâu dài. Và chắc chắn cuối cùng toàn bộ số cân nặng khó giảm của anh cũng như các thí sinh khác đều sẽ quay trở lại. Nhưng có lẽ tôi không thực sự cần thuyết phục bạn rằng ăn ít hơn, vận động nhiều hơn không có tác dụng. Bạn chắc hẳn đã biết điều đó. Đối với đại đa số mọi người, kinh nghiệm cá nhân khẳng định sự thất bại khủng khiếp này. Đúng vậy, các nghiên cứu chứng minh rằng nó không hiệu quả. Và những trải nghiệm cay đắng của hàng triệu người đã thử nó cũng vậy. Tỷ lệ thất bại tới 99%. Có vẻ đúng là vậy. Đây là lò trừ bịp độc. Đây là lò lừa bịp độc ác của chiến lược ăn ít di chuyển nhiều hơn. Điều đó thật tàn nhẫn, vì tất cả các nguồn sức khỏe đáng tin cậy của chúng ta đều cho chúng ta biết rằng nó sẽ hoạt động, và khi nó không thành công, chúng ta tự trách mình. Nhưng đây mới là vấn đề. Giả sử vì mục đích thảo luận tuân thủ tuyệt đối, ăn ít hơn, di chuyển nhiều hơn có tác dụng. Cuối cùng thì điều đó thực ra cũng không quan trọng. Cho dù đó là lời khuyên tốt mà mọi người không làm theo hay lời khuyên xấu mà ai cũng làm theo, kết quả vẫn vậy. Nó không giúp giảm cân. Và nếu kết quả cuối cùng không tốt, và đúng như vậy, thì lời khuyên cũng không tốt. Bằng chứng nằm ở chiếc bánh pudding. Vậy phải làm gì? Kết luận hợp lý duy nhất là thay đổi lời khuyên đó. Chúng ta cần một chiến lược mới, nhịn ăn. Tại sao ăn ít hơn, vận động nhiều hơn không thành công? Cách cơ thể thực sự sử dụng calo. Lý do ăn ít hơn, vận động nhiều hơn không có tác dụng giảm cân là do nó dựa trên một ý tưởng sai lầm về cách cơ thể chúng ta sử dụng calo. Mô hình một ngăn. Theo mô hình này, cơ thể phân giải tất cả các loại thực phẩm thành calo đơn giản và lưu trữ chúng trong thứ chúng ta cho là những ngăn đơn để sử dụng sau này. Sau đó, cơ thể lấy calo từ ngăn đó cho việc tập thể dục và trao đổi chất cơ bản. Hãy nhớ, trong đó bao gồm các chức năng cơ bản của cơ thể, chẳng hạn như thở, loại bỏ độc tố khỏi máu, tiêu hóa thức ăn. Tất cả những việc này đều cần năng lượng từ calo. Mô hình này giống như bồn rửa trong phòng tắm. Calo giống như nước, có thể chảy vào hoặc ra khỏi bồn rửa. Lượng calo dư thừa được giữ trong bồn rửa này và có thể dễ dàng tiếp cận nếu cơ thể chúng ta cần nhiều calo hơn. Ví dụ, tập thể dục sẽ tiêu hao calo ra khỏi bồn rửa này. Không có sự khác biệt giữa các hình thức lưu trữ calo. Dù calo có được lưu trữ dưới dạng glucose, được sử dụng cho năng lượng tức thì, hay glycogen, được sử dụng trong khung thời gian trung gian,
hay chất béo là chất dự trữ năng lượng lâu dài. Tất cả calo đều được xử lý như nhau. Tuy nhiên, mô hình này được biết là một sản phẩm hư cấu hoàn toàn. Nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của chúng ta. Sẽ chính xác hơn nếu sử dụng mô hình hai ngăn. Vì có hai cách riêng biệt để dự trữ năng lượng trong cơ thể dưới dạng glycogen trong gan và dưới dạng mỡ trong cơ thể. Khi chúng ta ăn, cơ thể lấy năng lượng từ ba nguồn chính: glucose, carbohydrate, chất béo và protein. Chỉ hai trong số đó được lưu trữ để sử dụng sau, đó là glucose và chất béo. Cơ thể không thể dự trữ protein, vì vậy lượng protein dư thừa không thể sử dụng ngay sẽ được chuyển thành glucose. Glucose được lưu trữ trong gan dưới dạng glycogen, nhưng khả năng lưu trữ glycogen của gan bị hạn chế. Sau khi glycogen dự trữ đã đầy, lượng calo dư thừa phải được lưu trữ dưới dạng mỡ trong cơ thể. Chất béo trong chế độ ăn được hấp thụ trực tiếp vào máu mà không đi qua gan, và những gì không được sử dụng sẽ được lưu trữ dưới dạng mỡ cơ thể. Đây là một trong những lý do tại sao chế độ ăn ít chất béo ban đầu được khuyến khích. Nhưng điểm đến tức thì của lượng calo ăn vào không phải là yếu tố quyết định chính của việc tăng cân. Hãy coi glycogen như một cái tủ lạnh. Nó được thiết kế để lưu trữ thực phẩm trong thời gian ngắn. Rất dễ dàng cho thực phẩm vào và ra, nhưng không gian lưu trữ có hạn. Mặt khác, mở cơ thể giống như một cái tủ đông. Nó được thiết kế để lưu trữ lâu dài và khó tiếp cận hơn, nhưng có dung lượng lớn hơn nhiều. Thêm vào đó, bạn luôn có thể thêm nhiều tủ đông vào tầng hầm nếu cần.